Cuối thế kỷ 15, trong khi Colombo tìm ra châu Mỹ, thì ở hướng ngược lại, Vasco da Gama cũng tìm ra con đường từ châu Âu sang Ấn Độ bằng đường biển. Và đến năm 1557, người Bồ Đào Nha đã thiết lập thương mại với Trung Quốc qua Macau, sau đó lần lượt là các nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan. Anh là nước đế quốc, tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc, muộn nhất trong các nước phương Tây, nhưng lại nhanh chóng trở thành nước hăng hái nhất. Bởi nguồn lợi lớn mà hàng hóa Trung Quốc mang lại, đặc biệt là trà. Kể từ khi được các tàu buôn Anh mang về từ phương Đông, trà đã trở thành đồ uống không thể thiếu được của giới quý tộc Anh và mang lại lợi nhuận rất cao cho các thương gia người Anh. Lúc đầu, mỗi năm Trung Quốc xuất khẩu trà khoảng 30 vạn cân, cuối thế kỷ thứ 18 lên đến 1.800 vạn cân, đến thế kỷ thứ 19 đạt 2.000 vạn cân, chiếm trên 90% hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, việc giao thương với Trung Quốc cũng không dễ dàng với các thương nhân tới từ châu Âu. Thứ nhất, mọi giao dịch với nhà Thanh đều phải thông qua hệ thống buôn bán ở Quảng Châu do các quan chức địa phương ở đây điều hành. Thứ hai, do Trung Quốc không có nhu cầu với hàng hóa bên ngoài, nên nhà Thanh quy định mọi hàng hóa mua bán với Trung Quốc đều phải trả bằng bạc hay vàng. Lúc đầu, các thương nhân châu Âu cũng đã đem các sản phẩm khác đến trao đổi chẳng hạn như nhân sâm, da rái cá, gỗ đàn hương. Và khi tất cả đều thất bại, họ buộc phải mua hàng hóa Trung Quốc bằng bạc. Trong giai đoạn đầu, các nước châu Âu bằng vào nguồn bạc giá rẻ từ các thuộc địa ở châu Mỹ nên có thể tiến hành các giao dịch một cách thuận lợi. Cả nhà Thanh và các thương nhân châu Âu đều hài lòng khi đạt được những gì mình mong muốn. Tình hình bắt đầu trở nên khó khăn khi thâm hụt thương mại giữa Anh và Trung Quốc ngày càng lớn, trong khi ở Anh, cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra, dẫn tới nhu cầu sử dụng bạc để đúc tiền gia tăng. Cùng lúc đó, cuộc chiến tranh để tranh giành thuộc địa giữa Anh và Tây Ban Nha kết thúc, dẫn tới sự ra đời của một loạt các quốc gia độc lập ở châu Mỹ như Mỹ, Mexico. Điều này làm cho nguồn cung bạc giá rẻ từ châu Mỹ bị cắt đứt, dẫn tới nguồn cung bạc bị thiếu hụt trầm trọng. Các thương nhân người Anh buộc phải tìm ra cách để có thể buôn bán với Trung Quốc mà không cần bạc. Và thứ mà họ nghĩ đến lúc này chính là thuốc phiện. Thực tế, thuốc phiện đã xuất hiện ở Trung Quốc từ rất lâu trước khi người châu Âu tìm đến đây. Vào thời nhà Đường, các ngự y trong triều đã dùng một loại thuốc với cái tên mỹ miều, phước thọ cao. Loại thuốc này có tác dụng giảm đau, an thần và tăng cảm giác hưng phấn khi sử dụng. Thực chất, phước thọ cao chính là một dạng thuốc phiện tổng hợp. Đến thế kỷ thứ 16, người Trung Hoa bắt đầu dùng tẩu để hút thuốc phiện như một cách giải trí của phường nhà giàu, quan lại. Thuốc phiện được xem như là một thứ để thể hiện đẳng cấp. Về sau, giàu nghèo gì cũng hút thuốc phiện cả. Năm 1773, công ty Đông Ấn Anh Quốc có được độc quyền mua nha phiến tại Ấn Độ. Ban đầu, các thương nhân Anh chỉ giữ vai trò sản xuất và đóng gói thuốc phiện. Sau đó, họ sẽ bán cho các tàu buôn mang đi phân phối khắp các châu lục. Trong đó, Trung Quốc trở thành thị trường chính tiêu thụ nha phiến. Trung Quốc mỗi năm nhập khẩu từ 4.000 dương lên đến 6.000 dương. Mỗi dương giá từ 140 lạng bạc tăng lên đến 350 lượng. Lúc đầu, Trung Quốc đánh thuế nha phiến rất cao và cho phép tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc phiện tiếp tục tăng ở Trung Quốc ảnh hưởng xấu đến sự ổn định xã hội. Từ Quảng Châu, thói quen này lan ra phía Bắc và Tây, ảnh hưởng đến các thành viên từ mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc. Sự lây lan này đã dẫn đến việc chính quyền nhà Thanh ban hành sắc lệnh chống ma túy vào năm 1780, sau đó là lệnh cấm hoàn toàn vào năm 1796 và lệnh của thống đốc bang dừng việc buôn bán vào năm 1799. Chỉ tính riêng Quảng Châu trong một năm, số tiền mà người Trung Hoa phải trả cho lượng thuốc phiện nhập cảng là 30 triệu lạng bạc. Chúng ta có thể so sánh như sau, năm 1685 đời Khang Hy, quốc khố chỉ thu được gần 25 triệu lạng bạc. Năm 1770, đời Càn Long thu được 29 triệu lạng bạc. Số liệu này đủ cho thấy,
người Trung Hoa đốt bạc vào thuốc phiện nhiều như thế nào. Mặc dù triều đình càng ngăn cấm, người dân hút càng nhiều. Con số lên đến 12 triệu người nghiện thuốc phiện. Lợi nhuận to lớn do buôn bán thuốc phiện đem lại khiến cho các thương nhân Anh đã trực tiếp đứng ra quản lý việc mua bán thuốc phiện vào Trung Quốc. Để chống lại sự nghiêm cấm của nhà Thanh, họ đã chứa thuốc phiện trên các tàu lớn ở ngoài khơi, xa bờ một quãng, khỏi hải phận Trung Hoa. Bọn buôn lậu chèo thuyền nhỏ ra chở thuốc phiện vào bờ để phân phối lại cho đầu nậu cung cấp cho con nghiện. Năm 1830, Hoàng đế Đạo Quang tiếp tục ban bố thánh chỉ, yêu cầu các tỉnh thi hành việc cấm thuốc phiện. Đạo Quang lệnh cho những người nghiện trong vòng một năm phải tự cai, đoạn tuyệt với thuốc phiện. Nếu như hết thời hạn một năm ấy, người nghiện vẫn còn tái nghiện sẽ bị xử tử. Tiếp đến, Đạo Quang điều Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng cứng rắn và thanh liêm, từ Hồ Quảng về Bắc Kinh, trong 7 ngày liên tục, 8 lần nghe kế sách của Lâm Tắc Từ trong việc bài trừ thuốc phiện. Sau đó, Đạo Quang phong cho Lâm Tắc Từ làm khâm sai đại thần kiêm tiết chế thủy sư Quảng Đông để thi hành việc cấm tuyệt đối buôn bán thuốc phiện. Họ Lâm đến Quảng Châu, ngay lập tức điều quân tịch thu hơn 3.500 tàu dùng để hút thuốc phiện cùng 1.200.000 lạng thuốc phiện để tiêu hủy. Lâm chỉ đạo quân lính xây những công trình phòng thủ tại bờ biển, đem quân đến đóng với mục đích xua đuổi thuyền chở thuốc phiện của người Anh. Tiếp theo, Lâm viết thư cho lãnh sự Anh, yêu cầu nội trong 3 ngày, toàn bộ thương nhân Anh phải giao nộp cho triều đình số thuốc phiện mà họ đã tích trữ. Thương nhân Anh từ chối, Lâm đem quân đến tận nhà truy bức. Hoảng sợ, thương nhân Anh phải giao toàn bộ cho họ Lâm, tổng cộng là hơn 2 vạn thùng. Lâm tự tay xem xét, kiểm tra rồi hạ lệnh cho quân đổ toàn bộ số thuốc phiện ấy xuống biển. Người Anh rất khó chịu với Lâm, nhưng vì Lâm thực thi lệnh của Đạo Quang nên họ chưa có cái cớ hợp lý. Trong lúc mối quan hệ giữa họ Lâm và người Anh hết sức căng thẳng, thì bất ngờ một chiếc tàu của Anh ghé lại Hương Cảng để mua bán. Trong lúc chờ hàng, thủy thủ người Anh lên bờ uống rượu say và ẩu đả, đánh chết một người Trung Hoa rồi bỏ trốn. Họ Lâm yêu cầu lãnh sự Anh giao kẻ sát nhân để trừng thị theo luật pháp Trung Hoa, giết người đền mạng, người Trung Hoa hay người nước khác đều phải xử lý như nhau. Lãnh sự Anh từ chối yêu cầu này của Lâm, họ bảo luật Anh quy định say rượu ẩu đả, lỡ tay đánh chết người, nặng lắm thì bị xử phạt 20 bảng và chịu giam cầm nửa năm. Lâm tức giận, hạ lệnh cấm người Trung Hoa buôn bán với người Anh. Lần này, người Anh đã phản ứng. Đầu mùa hạ năm 1840, 15.000 quân Anh đến Macau trên 15 chiếc thuyền chiến. Cuộc chiến Nha Phiến lần thứ nhất chính thức bùng nổ. Quân Anh khai hỏa, nổ súng tấn công Quảng Châu. Vì đã lường trước người Anh sẽ tấn công, nên họ Lâm đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Quân Thanh chống trả, quân Anh không đổ bộ vào Quảng Châu được. Tránh Quảng Châu, quân Anh tiến lên phương Bắc, bắn phá điên loạn vào các quân doanh của nhà Thanh, chiếm được nhiều đảo và nhiều thị trấn một cách dễ dàng vì khí giới của Thanh đã kém xa. Mà quân Thanh cũng thiếu tinh thần, quan tướng Thanh rất tồi tệ, lính của họ là lính ma, chỉ có trên giấy tờ. Quan tướng ghi tên đầy tớ, bà con vào sổ lính để nhận lương, chứ đám quân ma này không biết cách chiến đấu, không biết cách sử dụng súng. Khi được tin quân Anh vào Chiết Giang, vây hãm Định Hải rồi vào hải khẩu Thiên Tân, triều đình nhà Thanh vô cùng hoảng hốt. Họ cuống cuồng tìm cách thương lượng với quân Anh thông qua lãnh sự Anh. Lãnh sự Anh trao cho họ thư của thủ tướng Anh bao gồm 6 điều khoản quan trọng như bồi thường hàng hóa đã bị tiêu hủy, mở Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Định Hải, Thượng Hải làm cảng biển để cho thuyền Anh chở Nha Phiến vào, bồi thường quân phí. Nhà Thanh không nói không rằng về điều khoản trên, chỉ âm thầm lấy lòng người Anh bằng cách cắt chức Lâm Tắc Từ, điều Tổng đốc Kỳ Thiện về Quảng Châu thay thế. Kỳ Thiện, bản chất nhút nhát, ngu xuẩn, luôn cho rằng chỉ cần người Anh hài lòng, Thanh Triều sẽ yên ổn. Thế nên, vừa đến Quảng Châu, Kỳ Thiện hạ lệnh cho phá tan các điểm phòng thủ trên bờ biển mà họ Lâm đã dày công xây dựng nhằm minh chứng một tấm lòng thành cho người Anh vừa ý. Thế nhưng, Kỳ Thiện càng tỏ ra thuần phục, người Anh càng lấn tới. George Eliot yêu cầu Kỳ Thiện phải nhường Hương Cảng cho Anh, bồi thường 62 triệu lạng bạc cho số nha phiến mà họ Lâm đã tiêu hủy trước đó, thêm 6 triệu lạng bạc tiền quân phí. Vân quyền Thanh Triều, Kỳ Thiện nhanh chóng đồng ý. Đến khi Đạo Quang nhận được tin báo thì đã muộn, Đạo Quang rất giận dữ, kiên quyết không phê chuẩn sự chấp nhận của Kỳ Thiện với người Anh. Quân Anh tiếp tục bắn phá. Kỳ Thiện đã phá hủy hoàn toàn các điểm phòng thủ, nên Quảng Châu nhanh chóng thất thủ. Quân Anh dễ dàng chiếm được đến 500 khẩu đại bác của quân Thanh. Thừa thắng, quân Anh theo bờ biển ngược lên chiếm Hạ Môn, Thượng Hải, rồi ngược dòng sông Dương Tử, Nã Đại Bác và Nam Kinh. Thanh Triều khiếp nhược,
đành phải chấp nhận ký điều ước Nam Kinh 1842, Trung Hoa thường gọi đây là Ngũ Khẩu Thông Thương Điều Ước. Điều ước đầu tiên Trung Hoa bỏ cái huy hiệu Thiên Triều mà đứng vào địa vị bình đẳng ký với nước khác. Điều ước gồm 12 khoản, mà những khoản trọng yếu như sau: cắt nhường Hương Cảng cho Anh, khai phóng năm hải khẩu Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải làm thương phụ cho người Anh buôn bán, cùng với vợ con cư trú, bồi thường cho Anh 21 triệu đồng bạc Anh, hàng hóa nhập khẩu chịu một thứ thuế công bình do Trung Hoa công bố. Khi thương nhân Trung Hoa chuyển vào nội địa, không phải chịu thêm thuế nào nữa, công văn hai nước trao đổi với nhau sẽ theo hình thức bình đẳng. Việc ký điều ước này, nhà Thanh đã vô hình chung thừa nhận sự yếu kém của mình trước người Anh, họ hoàn toàn tỏ ra thuần phục những người da trắng đến từ phương Tây ngay thời điểm này. Đó là nỗi nhục mà bất cứ người Trung Hoa nào đều cảm nhận được nhưng bất lực.